Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với chương cuối của Paranormal Syndrome. Mấy bữa nay mình cũng khá bận, thành ra là không có quay được. Mọi người thông cảm nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với con game. Đã hoàn thành chương cuối. Ok. Sao tôi nghe tôi có giờ gà vậy trời? Thank you.
với quá khứ mà đối với những gì mà cái sự kiện bất thường đã từ từ đi lên từ một cái gì đó cho đến khi mà nó quá rất là nhiều và coi như nó có liên quan tới dòng máu của Kachiro, của gia tộc Kachiro. Nhưng một câu hỏi vẫn còn đang tồn tại, vẫn chưa được có câu trả lời. Và kể cả khi mà đối phó một lượng lớn những lũ thường xảy ra xung quanh Mikoto-kun, tại sao cô ấy vẫn có thể mà gọi là xượt qua, có thể đi qua tất cả mà không bị gọi là những cái triệu chứng hậu và hậu hỏa về sau, kiểu là bị chấn thương tâm lý, mình ví dụ vậy đó. Kiểu là phẫn nộ phải là gì à? Bạo loạn hay gì đó à, hỗn loạn đúng không, hỗn loạn mình dịch cũng còn sai sót gì lắm, mọi người thông cảm à. Vậy có nghĩa là không, chúng ta cũng không thể nào xoay sở được à, liệu chúng ta có thể xoay sở được không, được hoặc là không à, nó không phải là cái ý của đây, chúng ta chỉ đơn giản là phải làm thôi. Liệu anh có nói cho cô ấy chứ à, tôi sẽ nói cho cô ấy à, không cần à, không cần thấy đâu, hay lắm, bà đứng ở ngoài bà nghe hết rồi. Mikoto-kun, tôi đã nghe hết tất cả về tôi và về cả Yuka. Mikoto-chan, nói đi,
Vậy liệu liệu con sẽ làm gì khi mà cái sự kết nối của quá khứ đã không thể nào trốn chạy được nữa? Rồi mất 15 phút rồi, 16 phút rồi. Và chuyện này mua cái
chế bào trước đó. Cái sự kiện này đã trở nên khá là phức tạp. Để chúng tôi mới có thể giải mã được cái hiện tượng này nhanh hơn, chúng tôi cần phải xem qua một vài tài liệu và sách liên quan tới việc việc này. Anh cứ làm cái gì anh muốn, hãy điều tra nhanh nhất có thể. Để cho các anh mà tiện hơn, để cho các anh tiện hơn thì tôi sẽ không phiền nếu như các anh có thể ở qua đêm. Tốt thật à. Và Cachiro, cháu đã gặp phải một
bị bắn. Báo 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 anh kia rồi, báo anh mới gặp bằng mày nó no. Chết mẹ, đi đâu hết rồi? Đâu rồi? Thôi chơi vẫn vui. Con này á, rồi xong rồi, má mình đi bỏ lại rồi, chết cha, đưa tới cái hộp khác rồi. Bỏ mẹ tôi rồi, xong tiếp em. Má ơi, chết tôi rồi, tôi bị bỏ rơi cái một nơi nào đó rồi. Ôi trời ơi. Thôi. Yamete Kudasai. Cô tới rồi mà bữa tối là chuẩn bị xong nào, thì ngồi ăn đi má. Tôi tưởng tôi chết rồi chứ, tôi là chịu ra về mọi người tụ ở đây hết hồn. Nhà phụ có một cái phòng trang trí toàn là mặt nạ phải không? Đúng vậy, như vậy à? À đúng rồi, có đó. Bà đã tới cái khu nhà phụ đó không? À phải, lộn rồi, sao lộn lộn lộ, mình tưởng nhỏ nó nói lộn lộn à, Himuro nói à, cô tới cái khu nhà phụ đó là à, chị sẽ ra. Nó khá là,
Ôi sau khi ăn á đây anh cũng làm chỉ vô chị phá ăn cầu em bị thay đổi bởi một cái mặt nạ rồi xong má đi, cái không khí đang vui má nó ảm đạm hết mẹ luôn. Bây chúng ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị à, kể cả khi anh di dời mọi người tới một nơi an toàn thì hãy đi xíu xuống dưới ngọn núi, anh không được đi la quay trên đây một mình. Không, tôi sẽ điều tra cái sự kiện này cho tới kết thúc, cho tới lúc hết xong. Anh không biết thì anh không biết gì sẽ xảy ra cho đối với anh khi mà anh đang ở khi anh đang giữa đường quay trở lại à, kể cả khi anh nói là không mang bất cứ chuyện gì nhưng mà anh đều phải mang theo người chơi trợ giúp. Đó là một ý kiến gọi là bất lợi. Bảo vệ cho mạng sống của bản thân anh đi. Tại sao đó là một điều bất lợi? Anh nói điều nói thật là bị anh thật là nghĩ nông cạn đó suy si à. Thật ư? Những lần nói của anh thật là tốt. Kiểu sau đó anh phải nói tôi tất cả những cái chi tiết về cái sự kiện trên này cho tới gốc rễ. Hãy chuẩn bị đi. Chuẩn bị nói hết đi. Ok, hứa đó, ông hứa tôi cắt đầu anh. Tôi cho tôi sẽ giảng hòa, giảng hòa. Rồi, đi đi thôi, mọi người. Hãy cho phép tôi là khi mà để mọi người gặp cái chuyện này. Anh đã bình tĩnh rồi phải không? Và tất cả mọi người còn lại, những người còn lại hãy để cho tôi sẽ đưa mọi người đến một nơi an toàn. Có vẻ như khá là khó để mà tin tất cả những thứ bất thình lình như thế này, nhưng mà tôi rất cảm ơn về sự quan tâm của mọi người. Chị ơi, liệu chị sẽ đến chơi với em vào lần sau không? Chị sẽ tới chế thêm vừa cho nó mọi thứ nó ngọt ngào thêm xíu.